Rồi, thì chúng ta tạm gọn chút xíu. Bây giờ quý vị đang nghe cái bài chia pháp này chứ. Chúng ta giờ trước tiên chúng ta chỉ chia cho một ít pháp sau định nghĩa danh từ nha. Chú ý nha, bất ngờ á cứ mở lên chia giùm nè. Không có rung nha, chú ý nè. Cái bàn tay ma giáo này chỉ đâu, quên bàn tay này chỉ đâu rồi, ngó vậy nha, ngó kỹ nha. Bữa nay không thấy hả? Ở đây là cái bản đồ này đó. Chúng ta phải làm sao đó, định được đó, định danh được đọc. Chỉ một cái lúc nào phải đọc ngay cái tên, cái lúc đó tên nó là giống như cái hàng quân mà chúng ta điểm vô chỉ nó tên nào tên nào tên nào. Được chưa? Rồi tập trung đây. Coi nha. Đó, sao mà diễn đạt lại đúng vậy đó, làm đó. Bất ngờ chỉ một người nào lên đó nha. Này, tất cả gọi là pháp nha. Tất cả gọi là pháp. Thấy chưa? Thì là phải nè, nó nè. Tất cả gọi là pháp. Nghe hoặc là tất cả gọi là pháp. Tức là toàn bộ này chúng ta kéo làm sao hết toàn bộ bản này đi. Nha. Pháp thì tôi chia làm hai. Là pháp tục đế. Đây. Pháp tục đế này ngó nha. Pháp tục pháp, tất cả gọi là pháp. Pháp tục chia làm hai là pháp tục đế và pháp nè. Thấy ba chữ bản không? Pháp trời đế. Đây. Pháp tục pháp. Hai lần. Bất cả gọi là pháp. Pháp tiền hai là pháp tục đế. Chữ Bali là lô ký giá tất cả và pháp tiền đế. Bắt đầu bắt sắp chát. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp tục đệ, pháp tràn đệ. Thấy chưa? Không phải hôm nay nha, mà những ngày sau ha, bất ngờ kêu chỉ là chỉ đó nha. Phải chuẩn bị tư tưởng chứ. Pháp tục đế. Pháp tục đế chia làm hai. Là danh chế định. Nghĩa chế định.
Hôm nay chúng ta chỉ học phần này thôi. Những lần trước đó, cái giáo trình trước đó, thường là học tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn trước. Bỏ qua chế định, mà chế định á rất ghê gớm. Cho nên hồi nãy chị nói á, có những cái mà chúng ta không gọi là không quan trọng, mà thật sự vô cùng quan trọng. Có những cái chúng ta coi nó quan trọng lắm, nhưng mà thật sự không quan trọng lắm. Mà pháp chế định này rất là quan trọng, mà từ lâu lại học viên chư lý thường thường bỏ quên, rất quên. Hôm nay cái giáo trình này là không chấp nhận quên nữa, sẽ đi từ pháp chế định trước. Tại sao vậy? Chút xíu nữa là quý vị sẽ biết. Lại lại nè, tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp trên đế. Pháp tục đế chia làm hai là danh chế định đây, danh chế định, danh chế định. Thứ hai là nghĩa chế chế định, nghĩa chế định. À, bây giờ danh chế định chia làm sáu. Ở dưới thấy này không? Thứ nhất là danh trên chế định. Thứ hai là phi danh trên chế định. Danh trên, phi danh trên chế định, ở danh trên, đúng rồi, phi danh trên chế định. Phi danh trên danh trang chế định, thứ năm là danh trang, danh trang chế định. Và thứ sáu là phi danh trang. Phi danh chơi chế định. Đây tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp trên trần đế. Pháp tục đế chia làm hai là danh chế chế định và nghĩa chế. Danh chế định chia làm sáu, đây sáu cục vòng hòn. Danh chơi chế định, phi danh chơi chế định, phi danh chơi, danh chơi phi danh chơi chế định, phi danh chơi danh chơi chế định, danh chơi danh chơi chế định, phi danh chơi phi danh chơi chế định. Nắm bắt rồi chưa? Rồi chưa? Dễ nhớ không? Chắc không? Lát hơi lên biết liền ha. Nghĩa chế định chia làm bảy. Biện luận hay không từ cái nghĩa chế định này mà ra đó. Hơn nhau ở chỗ cái nghĩa chế định này á. Nhưng mà sáng ai mà học cái bộ cà lao có thú á, không có lấy nghĩa chế định là mất đi mấy mươi phần trăm đó. Nghĩa chế định chia làm bảy. Thank you.
nhẹ định là áp pháp bên đất bí. Chia làm bảy là hình thức chế định. Này chỗ này bản đi chưa hết cũng có nữa nè. Ai ghi chê chép thì quá. Này quay bài nè. Hiệp hành chế định. Chúng sanh chế định. Phương hướng chế định. Này hư không rồi đó. Bây giờ hơi không này không chuẩn quá. Thời gian chế định. Hư không cũng được nhưng mà cái gì Akasa đúng không? Biết rồi. Bây giờ cái khoảng không mới đúng chứ không phải là cái hư không. Cái hư không nó rộng lớn đó. Ý nghĩa của cái chế định hư không này như vậy nè, ở khoảng giữa này cũng được gọi là Akasa. Giữa hai ngón tay này được gọi là Akasa. Mà nó hư không nữa lớn nữa con. Cho nên cái từ này trước đây nó cũng có một từ gọi là giao giới đó. Cái khoảng cách giữa hai cái vật mà nó sát nhau vậy. Mà người thậm chí nó chạm sát thì có kẻ hở không? Chính kẻ hở đó là cái Akasa đó. Nghe. Cho nên đây đó là thôi giờ tạm thời lấy để chơi thôi. Chứ mà sao mình không biết là sao. Hư không chế. Không chế định. Và cuối cùng là tiêu biểu chế định. Nên cái chữ sẵn là không trợ giúp trí nhớ cũng đỡ rồi. Tới đây nha. Xin mời 5 người chuẩn bị chế này. À. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp tục đế và pháp trên. Pháp tục đế chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế. Danh chế định chia làm sáu, đó là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn danh chơn chế định, danh chơn danh chơn chế định, phi danh chơn phi danh chơn chế định. Ai chỉ cần nhảy bén nói cho bà thấy. Danh chơn chế định màu đỏ đúng không? Phi danh chơn chế định màu xanh đúng không? Thì cái nút này nó đỏ xanh thì danh chơn phi danh chơn chế định. Nút này xanh đỏ phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Nhảy chút xíu thì rồi. Nhảy là chia làm bảy là hình thức chế định, hiệp hành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, nó đây mà đọc tiếp. Thời gian chế định, nhưng không chế định, tiêu biểu chế. Chế định. Được chưa? Thì kêu mấy chức sắc lên trước hết. Bây giờ chúng ta định nghĩa, tới đây chúng ta định nghĩa chút xíu. Nếu không thôi, nó quên, nó về sau nó bảo quà mất. Trước tiên tất cả gọi là pháp. Pháp là gì? Pháp để chữ là thâm ná. Ở đây cái lớp này có học tất tập Bali chưa? Có chưa? Có một số, có ai trong này có ai học cách đọc Pali chưa?
Nhiều không? Nhiều chỉ là cái người mà chưa học. Không có lý dễ đâu á. Dễ học tiếng Anh nữa nha, nhưng mà nghĩa thì khó hơn tiếng Anh. Nghĩa văn phạm thì thôi, muốn học mà thành rẽ văn phạm Bali á, mà không thạo ra đọc mình Bali giống như là mình nói tiếng Anh được á, mất bộ khoảng 3 cây dừa. Biết ý nghĩa này không? Tức là cây dừa thứ nhất trồng đó mà đúng không? Trồng xuống đất không? Nó mọc lên cho trái không? Lấy trái đó xuống trồng cây thứ hai. Rồi cái trái của cây thứ hai đó trồng xuống cây thứ ba ra trái nữa là xong. Và 3 cây dừa. Thời gian ngắn không? Rành rẽ, văn phạm và thuộc lòng với Bali giống như là tiếng mẹ của mình đó. Thì phải mất trong thời gian là như vậy. Độ khoảng không lâu lắm đâu. 15 năm cho mấy. Chỉ 15 năm thôi. Người đọc thì rất là dễ. Thâm má. Pháp nè, chữ Pháp này có rất nhiều nghĩa. Pháp có rất nhiều nghĩa. Mà đại loại chúng ta lấy những cái nghĩa chủ yếu thôi, từ đó chúng ta chuyển ra. Nghĩa thứ nhất, lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật á, chỉ Bali gọi là Bút Pháp Sasana. Trên cái chữ mà Phật giáo chúng ta sẽ nói gì, cái pháp chế định nó rất là quan trọng. Nó quan trọng mức độ mà có đôi lúc chúng ta bỏ không được. Ví dụ như chữ Bố Thá Sa Sa Na, nếu đúng nghĩa là lời dạy của Đức Phật, hay chữ Bố Thá là dạy của bậc giác, giác ngộ. Bố Thá là giác ngộ, lời dạy Bố Thá là giác ngộ. Sao thế nào là lời dạy? Lời dạy Phật giác ngộ. Phật giác ngộ. Bây giờ có ai dám xài từ này thay thế từ Phật giáo không? Có ai dám không? Mà chữ Phật giáo nó Phật nghĩa là gì? Không, từ điển mà từ điển Hán Việt chữ Phật không có nghĩa. Không nghĩa. Chữ Phật này á, chữ Phật này á, nó âm ra từ cái chữ Bút. Chữ Bút. Mà chữ Bút là độc tắc của chữ Bút Thá. Chữ Bút Thá độc tắc là chữ Bút. Ai là người âm ra chữ này đầu tiên? Ai là người âm ra chữ này đầu tiên? Rồi xin thưa, người mà âm ra chữ này đầu tiên á chính là người Việt Nam. Tôi nói thật nha, đó là chữ buồn đó, buồn. Tâm cảm khóc là cái buồn hiện ra. Mà Việt Nam chúng ta có cái nhà sư đi qua bên Trung Quốc dịch kinh, chứ không phải ít đâu. Khi dùng mà gọi là cái dùng mà đâm ngô á, cái dùng đâm ngô á vào cái thời điểm mà hai điểm mà bạc hiệu đó,
ở Việt Nam chúng ta có một kinh đô Phật giáo trước ở cùng là, đó là kinh đô, đó là làng Duy Lâu. Bây giờ vẫn còn nha, ở Bắc. Đây là kinh đô Phật giáo. Chúng ta cứ mang cái đầu óc của người dân nhược tiểu, mình cứ quên cái bản sắc anh hùng của mình. Thì cái kinh đô Duy Lâu này sản xuất ra một vị danh tăng nổi tiếng, đó là Thương Tăng Hội. Nổi tiếng mức độ mà chúa Đông Ngô đó, Đông Ngô ấy, giặc Đông Ngô không bằng bà cô bên chồng đó. Thời mà cái thời mà Lục Dận mà sang mà cai trị nước ta bị bà hai bị bà Thiệu Thị Kinh á cùng với Tiểu Quốc Đạt đó, đánh đi đó, bây giờ thua đánh đi thua đó. Cái thời Lục Dận là cháu của Lục Tốn người Đông Ngô, ai đọc ra chuyện Tam Quốc biết á, Lục Tốn nghe phá một trận Hào Đình á, Ngựa bị sao thất bại một trận Hào Đình xong về ói máu chết á. Thì chúa Đông Ngô này mời Thương Tăng Hội qua dịch kinh và chú đó. Và sự kiện này được gọi, thầy Mạnh Thác gọi là chấn tức Đông Du. Nghĩa là chấn cái gậy, chống chấn tức á, rồi chống gậy đó. Đông Du là đi xe bên Đông Ngô dịch hai một kinh đầu tiên đó là Tạp Thí Dụ Kinh và Lục Độ Tập Kinh. Nên người Việt Nam đầu tiên qua ngoài dịch kinh thấy chữ Phật nè, cũng từ đó mang qua nha. Nhưng mà đất nước Trung Hoa đó, cái vùng Trung Nguyên không á là chín châu chín tỉnh. Dùng Trung Nguyên có thật nha, không phải kiếm hiệp nha. Chín châu chín tỉnh nào là Tô Châu, Hàng Châu, Thương Châu vậy đó. Đó, chín châu chín tỉnh là Thượng Hải vậy đó, Thái Thái à. Thì mỗi tỉnh như vậy nha, lớn hơn cái gì nè. Mỗi tỉnh chưa gây vùng ven là Liêu Đông, Tân Cương vậy. Đại lý là đâu, nước đại lý là đâu? Ở đây ai biết nước đại lý nào? Ở đâu? Nước đại lý, có nghe Kim Dung mô tả đại lý không? Đoàn Chính Thuận rồi đó, đoàn Nam Đế rồi đó. Nước đại lý có thật nha. Nước đại lý ở đâu? Hả? Nước đại lý chứ là ở gần gần Vân Nam, Miến Điện bây giờ. Rồi đó gọi là đại lý đó. Miền Bắc ấn miền Bắc Miến Điện, người gần đó là nước đại lý thành đó. Rồi Vân Nam đó, Trung Hoa có cái tỉnh là tỉnh Vân Nam đúng không? À, nước đại lý nằm gần đó đó. Chuyện có thật á, chứ không phải là tự cáo đâu. Thì chúng ta hỏi á, mới dịch cái này ra. Mà một cái nước Trung Hoa đó, nội chín châu, chín tỉnh hơn mỗi tỉnh vậy, lớn nước Việt Nam. Trên người Quảng Đông nói, người Quảng Tây nghe không được. Người Hải Nam nói, người Tiều Châu nghe, bỏ tài. Người viết thì viết giống nhau, mà nói giống nhau. Thì từ chữ bùa này nó dần dần biết ra thành chữ Phật. Bản thân chữ Phật không có nghĩa, bởi vì nó là chữ âm mà sẽ có nghĩa. Nó âm từ chữ buộc mà ra. Giáo có nghĩa, giáo là lời, lời dạy, lời dạy chứ không phải là tôn giáo. Cái Phật giáo là tôn giáo của Phật cha, không phải. Chữ giáo đây là lời dạy, Phật giáo là lời dạy của Phật giác. Giác ngộ cái gì? Phải trả lời chính xác là Phật là bậc giác ngộ lý tứ diệu. Nhớ mai mốt gặp mấy thầy hỏi là trả lời dùm nha. Cô này hại rồi,
Tức là lời của Phật Phật dạy, lời dạy của Phật. Lời Pháp có nghĩa là trong mình. Trong mình tức là đã là Pháp, y theo Pháp thì là công minh, sống theo Pháp và sống theo trạng thái công minh, tức là mang hối lộ. Cái người làm thiện á, người làm thiện á, tạo cái nghiệp thiện á, phải không? Thì cho quả vậy, đúng không? Phải không? Nếu tự đạo tạo nghiệp bất thiện thì cho quả khổ, đúng không? Đúng không? Thì tạo là pháp. Khi anh đã tạo nghiệp bất thiện thì dứt khoát phải gặp quả ở khổ, không phải hối lộ pháp là pháp cho quả vui được. Cho nên nó mang tính chất là công, công minh, nó rõ ràng như vậy. Người sống theo pháp là người sống theo sự công của mình. Cái mà không sống theo pháp thì sống theo tà, tà phải. Không đúng hả? Có đúng không? Cho nên từ cái chỗ này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta đó, ta là nơi nương của ta, nó khác với một cái chủ thuyết khác là mọi việc trên đời này là do ông trời, do trời là thiên mệnh á, trời cho sướng mình sướng, trời trời bể cực rồi mình cực, quan trời đại ải mình chịu, quan số trời đã định, phải không? Xin thưa nhà Phật chúng ta đó, đây là của Lão Giáo. Lão Giáo thì theo thuyết thiên mệnh, mà Lão Giáo á, thì truyền qua bên Khổng Giáo trên thuyết thiên mệnh nó nhập vàng. Còn Phật Giáo chúng ta theo thuyết gì? Là trong nhân quả. Tiếp theo nữa là gì? Nhân quả là cái sườn lớn, cái sườn nhỏ là gì? Nghiệp báo. Nhân quả là cái sườn lớn, nghiệp báo là một cái tập hợp ở trong cái nhân quả. Nhân quả là đại tập hợp lớn, và nghiệp báo là này. Nhân quả khác nghiệp báo chưa nào? Đừng có nhân có quả, vậy nó khác nghiệp báo thế nào? Có nhân không phải có quả chứ. Ngài không có quả tái sinh mà thôi, chứ còn ai cũng không có quả chứ. Đức Xá Lợi Phất đi chưa quá không? Phải không? Đức Xá Lợi Phất đi chưa quá đúng không? Đó là tốt là xấu. Người ta cúng dường ngài tốt là xấu. Cái quả có phải quả đó không? Có phải không? Cái đi giảng pháp này to có hay sao? Rồi chút xíu nữa rồi các chị mà cúng cái gì đó có phải do quả này không? Có phải không? Thôi thôi đi qua ra ngoài đường đó, đi cà tàn lan tan đó, không vậy cúng là chuyện khác nha. Cứ là nhân quá khứ quả hiện, nãy cuộc này nhân hiện tại quả hiện đấy. Sao? Không có hả? Nhân quả khác nghiệp báo chỗ nào? Nhân quả khác nghiệp báo nè. Chú ý nghe nha.
đi nghe nè. Nghe tiếng không? Có. Cái tiếng là cái quả, cái nhân. Quả của cái gõ này đúng không? Nếu không gõ nghe tiếng không? Do nhân gõ mới ra cái tiếng. Đúng không? Nhân quả là từ cái này cái kia gõ. Thì cái có để sinh ra cái sau, thì cái sau nó là quả của cái trước là nhân đúng không? Nhân quả là từ cái này cái kia có. Thì cái được có nó là quả của cái sinh nó ra. Đúng chưa? Từ cái này nè, từ cái gõ này nè. Bây giờ chưa gõ có không? Có không? Vậy cái tiếng này nó từ cái gõ này ra đúng không? Những cái gõ này là nhân đúng không? Cái tiếng này là nó có đau không? Nó có đau không? Không. Đây nè. Nghe không? Nghe. Cái này là nhân đúng không? Cái này là quả đúng không? Tiếng là quả đúng không? Đào tài thầy báo. Tức là tôi gieo cái gì đó tôi nhận lại cái đó. Tôi đang gieo cái vỏ này đúng không? Bây giờ đào tài đúng không? Đào tài là khổ rồi là vậy. Ai nói đào tài là vui á? Như vậy nghiệp báo là cái tôi gieo ra xong tôi nhận lại đó là nghiệp. Nghiệp báo còn nhân quả bao trùm nghiệp báo. Nhân quả từ cái này cái kia có rồi thôi, nhưng mà chưa chắc là có nghiệp báo. Thì nghiệp báo nó vừa nhân quả mà cũng vừa là nghiệp. Hôm nay tôi gieo việc thiện thì hôm sau tôi già vui, thì đó là nghiệp báo. Hôm nay tôi gieo nghiệp ác thì ngày mai tôi khổ, đó cũng là nghiệp. Nghiệp báo có nhân quả trong đó không? À, còn nhân quả có gì khi có nghiệp báo không? Nhân quả có khi có nghiệp báo không? Đây là nhân quả đúng không? Có nghiệp báo không? Nhưng nghiệp báo phải có nhận. Nắm được chưa?